Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi. Giáo viên trắng tay vì lũ, học trò mất chốn nương thân. Chỉ trong vài chục phút, cơn lũ quét qua xóm giáo viên ở bản Hòa Sơn khiến cho không ai kịp trở tay, chỉ lo chạy lấy người. Bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ là tâm lũ của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An những ngày qua. Đây cũng là xóm giáo viên tập trung đông gia đình thầy cô sinh sống. Trận lũ lịch sử ngày 2 tháng 10 khiến họ trắng tay khi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn hoặc hư hỏng, mất hết tài sản. Nhiều học sinh trung học phổ thông ở trọ quanh thị trấn bị gọi dậy lúc nửa đêm, ngơ ngác chạy lũ, run sợ nhìn dòng lũ chảy xiết khi không có bố mẹ ở bên. Tay trắng, cô La Thị Vân thẫn thờ nhìn dòng nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy. Ngôi nhà cấp 4 mới xây trong 3 tháng, giờ chỉ còn 2 bức tường siêu vẹo. Lũ đã tháo tung tất cả, cuốn phăng mọi đồ đạc tài sản của gia đình ba mẹ con cô giáo đơn thân. Đêm ngày 1 tháng 10 mưa to, con khe hồi giảng cạnh nhà cô Vân gom nước từ thượng nguồn đổ về bắt đầu dâng lên. Mùa mưa năm nào cũng vậy, người dân bản làng Hòa Sơn, xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn này cứ ngỡ đã quen. Hơn 2 giờ sáng, nước tràn vào nhà, cô thấp thỏm ôm con cả đêm không ngủ được. Sau đó nước lại rút xuống, nhưng đến khoảng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 10, lũ ống đột ngột ập về kèm theo đất đá, cây rừng gãy đổ. Chỉ trong vòng mấy chục phút, nhà cô đã ngập hơn 1 mét. Nhà tôi ở giữa, vây xung quanh là nước xoáy, không kịp trở tay, không thể mang theo bất cứ đồ đạc tài sản gì. Tôi chỉ kịp ôm con chạy, rồi được mọi người kéo ra khỏi nhà, đưa đến nơi cao hơn. Ngoảnh lại nhìn ngôi nhà của mình bị lũ cuốn trôi hết, bất lực không thể làm gì được, cô xót xa kể. Cô Vân là giáo viên trường mầm non Bảo Nam. Cách đây 6 năm, chồng cô sau cơn đột quỵ bất ngờ đã ra đi mãi mãi, để lại mình cô với 2 con nhỏ. Con gái đầu năm nay đã vào cấp 2, học ở trường dân tộc nội trú huyện. Mấy hôm nay mưa nên cô dặn con ở lại trường đừng về nhà. Con bé út đang tuổi tiểu học, đột ngột mất chồng, tôi cũng mất luôn trụ cột, một mình gắng gượng nuôi con. May còn có đồng lương trang trải cuộc sống, gom góp mấy năm trời, vay mượn thêm bà con, đồng nghiệp. Tôi vừa làm được ngôi nhà cấp 4 cho mẹ con yên tâm vào ở, vậy mà chỉ được hơn 2 tháng chưa kịp mừng đã mất hết. Mẹ con tay trắng, giờ tôi không biết lấy gì để mà bắt đầu lại nữa, cô khóc. Chỉ còn bộ quần áo trên người. Cô Vi thị thương không còn nhìn thấy dấu vết của ngôi nhà mình ở đâu nữa. Dưới dòng nước đục ngầu, gia đình cô ở ngay cạnh nhà cô Vân, nằm trong cụm hứng chọn đường về của lũ. Cô thương là giáo viên trường tiểu học Tà Cạ, nhưng năm học này đi tăng cường cho trường tiểu học Bảo Nam 2, cách nhà tới hơn 50 km. Vừa rồi Bảo Nam cũng mới trải qua đợt mưa lớn và sạt lở núi, cô ở lại trong trường cả tuần dạy học. Cuối tuần này, trường cũng đã ổn định, cô về thăm chồng con, không ngờ lại gặp trận lũ lịch sử ngay ở bản của mình. Dù nhà ở gần khe, nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến đợt mưa lũ nào kinh khủng như thế. Từng mảng đất đá, núi tụt xuống khe, không biết mưa từ đâu mà nước thượng nguồn âm âm đổ về. Chỉ mấy chục phút nhà tôi bị cuốn trôi hoàn toàn, may còn kịp chạy lấy người. Có cháu bé ở trên bản Sơn Hà, mẹ không kịp ôm đã bị nước cuốn, đau xót lắm. Cô nghẹn ngào, suối hồi giảng ngày thường rất cạn, dòng chảy nhỏ, nhưng hôm nay đã biến thành sông cuồn cuộn. Ngay cả con đường bê tông trong bản Hòa Sơn cũng đã trở thành dòng sông thứ hai nước xoáy, chia cắt từng hộ dân. Cô Vi Thị Thơm đứng bên này bờ nước, nhìn sang bên kia là nhà của mình đã hư hỏng, đổ sập mà không biết phải làm gì. Không thể nào tưởng tượng được lũ lại kinh hoàng như thế. Lúc ấy lũ đến đâu, người chạy đến đó, giờ thì thấy nhà mà không về được để xem còn gì, mất gì. Tôi chỉ còn duy nhất bộ quần áo mặc trên người, bà con đùm bọc, cho đồ ăn, nước uống, chở lũ xuống. Cô mếu máo, mắt đỏ hoe. Cô Thơm là giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Tả Cạ, nhưng đang đi tăng cường ở trường biên giới Bắc Lý, cách nhà hơn 40 km. Nhà cửa tan hoang, xung quanh mênh mông lũ dữ, cô cũng không biết bao giờ mới quay trở lại trường học dạy. Cứu hộ nhà đồng nghiệp quay lại nhà mình đã trôi hết.
cũng ở bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ, thầy Nguyễn Bá Cương hiện công tác ở trường tiểu học thị trấn Mường Xén, cách nhà hơn 3 km. Từ đêm hôm trước đến sáng ngày 2 tháng 10, thầy vẫn đang trực ở trường chuẩn bị cho lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. Nhưng nghe tin nước lũ dâng cao, thầy vội trở về nhà. Trên đường, nước đã dâng lên đến bắp chân, chảy xiết. Lần đầu tiên thầy thấy nước trên khe đổ về to như vậy. Lội bộ về tới bản, thầy Cường thấy nhà bà con và đồng nghiệp gần đó đang ngập sâu, nước lũ bao vây. Không kịp nghĩ, thầy áo đến giúp đỡ chuyển ba mẹ con cô La Thị Vân ra khỏi nhà đến nơi an toàn, rồi vòng lại giúp những nhà dân và đồng nghiệp khác. Đến khi ngoảnh nhìn về nhà thì chính nhà thầy đã sập không trụ nổi. Tôi quay về, nước đã ngang ngực, cửa nhà bị nước lũ khóa chặt, vợ con mắc kẹt bên trong. Tôi hoảng loạn, cố gắng tìm đủ mọi vật dụng, may kịp phá được cửa, bơi vào trong nhà rồi đẩy vợ con ra ngoài. Còn lại, để mặc lũ cuốn, thầy Cường kể lại. Nước vẫn chưa rút hết, quần áo ướt sũng, đói, lạnh vì ngâm mình trong nước cả ngày. Gia đình thầy Cường không còn nhà để về. Chỉ tính riêng bản Hòa Sơn, đã 5 gia đình giáo viên có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hoặc một phần mất hết tài sản. Trước mắt chỉ có thể tá túc nhà hàng xóm may mắn còn vững vàng sau mấy chục phút lũ ào về, thoát chết trong gang tấc. Em không biết là mình đã trụ lại bằng cách nào, nghĩ mình đã đi luôn rồi. Cô Nguyễn Thị Phong Lan, giáo viên trường mầm non thị trấn Mường Xén, bật khóc khi gặp đồng nghiệp. Cô Phong Lan cùng chồng sống trong khu tập thể của Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn ở tầng 1. Nửa đêm ngày 1 tháng 10 mưa to, nước trên núi sau lưng khu tập thể đổ xuống, nước từ ngoài đường tràn vào sân, biến tầng 1 nhanh chóng bị ngập. Cô và chồng vội ôm cặp tài liệu đựng tài liệu quan trọng lên tầng 2. Khi cô quay lại phòng xem có cứu được tài sản gì nữa hay không, thì nước lũ đẩy cửa đóng sập, bên trong và ngoài nhà đều có nước kèm theo bùn đất, tôi không thể nào mở được. Nửa đêm thị trấn Mường Xén cắt điện hoàn toàn, tôi hoảng loạn dò dẫm trong bóng tối tìm cách thoát thân. Khi đó lũ ầm ầm ào xuống sau phòng, phá được cửa sau và đẩy luôn cửa trước mở ra, tôi mới được đẩy theo ra ngoài. Lúc đó tôi vẫn cố đạp chân để bơi nhưng không thể nào tự điều khiển được nữa. Tôi bị đẩy đi theo dòng nước xoáy, may sao lúc đó nước đẩy tôi trôi đến chỗ chồng đang chạy xuống gọi tìm. Chồng tôi túm được tóc rồi lôi ngược lên mới thoát chết. Nếu lỡ tay lúc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô Phong Lan vẫn còn bàng hoàng. Hai vợ chồng chạy lũ, điện thoại cũng không kịp cầm đi, giờ không thể liên lạc được với mọi người, mà anh em nội ngoại cũng không ai gọi được. Nước rút để lại lớp bùn dày cả mét, hai vợ chồng dùng cuốc xẻng cố tìm trong bùn đất xem còn gì nữa hay không. Những đứa trẻ lần đầu vượt lũ, đến giờ cháu vẫn còn rùng mình vì sợ, cả mấy đứa đều khóc. Chưa khi mô cháu thấy lũ to dữa. Vi Thị Thu Hà là một trong 9 học sinh người xã biên giới Mỹ Lý ra học trường trung học phổ thông Kỳ Sơn và tạm ở trọ nhà họ hàng là bà Lô Thị Điên, xã Tả Cạ. Nửa đêm cháu đang ngủ thì nghe bạn đập cửa, nói lũ to lắm, dậy chạy thôi, nhưng không biết chạy đi đâu cả. Phòng trọ thì nước dâng cao, khi đó bà Liên gọi chúng cháu lên nhà rồi đưa lên tầng 2 khỏi ngập. Cả nhà ngồi như vậy, nước đã ngập đến hết tầng 1. Bố mẹ ở xa, chúng cháu ai cũng sợ lắm. Hà run run kể lại, đến trưa lực lượng công an huyện Kỳ Sơn mới tiếp cận được khu vực nhà bà Liên. Lúc này lần lượt 9 bạn học sinh cùng với những người đang trú tạm trong nhà bà Liên được các chú công an đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời chuyển lên nhà hộ dân khác ở khu vực cao hơn. Chiều cùng ngày, Nhi và các bạn học sinh ở trọ khác trong vùng lũ đã được thầy cô đón về trường bố trí chỗ ăn ngủ. Thầy Trần Văn Vân, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, thầy cô cũng đã đi mượn hoặc mua quần áo cho các em thay, bố trí chỗ ở và nấu cơm ăn trong trường. Ngoài hơn 10 em ở trọ khu vực gần thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ, thì còn gần 60 em khác trọ tại bản Sơn Hà nằm phía bên kia cầu tràn đang bị cô lập. Tuy nhiên trong bản có một giáo viên của trường là thầy Bùi Tiến Dũng. Thầy Dũng tập hợp đưa về nhà hoặc nơi an toàn và bố trí chỗ ăn nghỉ, quản lý đảm bảo an toàn. Hiện dân bản và giáo viên đang cùng làm cầu tạm qua tràn, khi đó chúng tôi sẽ đón toàn bộ học sinh vào trường ở. Một miếng khi đói. Biết giáo viên của trường ở bản nhà cửa bị cuốn trôi hoàn toàn, lòng như lửa đốt, cô Lữ Thị Thùy, phó hiệu trưởng trường mầm non Tả Cạ cùng một số đồng nghiệp vượt lũ đem mì tôm, nước uống vào tiếp tế. Không còn dấu vết của con đường ngày thường, thay vào đó là đất đá, cây cối, củi gỗ ngổn ngang. Một bên là suối nước chảy cuồn cuộn, một bên là vách núi, chỗ đang sạt lở, chỗ nhô đá sắc nhọn.
chân dính bùn trơn trượt, nhưng chỉ cần có thể đi thì sẽ tìm cách vào đến nơi. Vì đường khó đi, phải leo trèo nên chúng tôi chỉ có thể mang theo một thùng mì tôm, nước uống và sữa. Khi qua bản, bị cô lập gần một ngày đêm, nhiều bà con mất nhà cửa cũng chưa có gì ăn. Thương quá, chúng tôi đành bóc ra chia mỗi người một ít, cuối cùng không còn chi cho giáo viên của mình nữa. Giờ tôi lại quay ra thị trấn mua đồ đưa vào, cô Thủy nói rồi lại tất bật vượt lũ trở ra. Cùng lúc đó, lực lượng công an chính quyền huyện Kỳ Sơn cũng đã tập hợp nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con. Nhiều đoạn không thể di chuyển, lực lượng chức năng chỉ có thể trèo mái nhà, dỡ mái tôn, đưa thực phẩm xuống cho người dân. Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã kịp thời vào tận nơi trao quà động viên gia đình giáo viên bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa. Trước mắt, do điều kiện mưa lũ phức tạp, chúng tôi chỉ mới tiếp cận được 5 gia đình giáo viên bị thiệt hại do lũ ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Trong thời gian tới, khi có thống kê đầy đủ của huyện, ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giáo viên, học sinh. Sự trợ giúp này chỉ là một phần rất nhỏ so với mất mát mà thầy cô học sinh vùng lũ Kỳ Sơn đang trải qua. Nhưng chúng tôi mong qua đó tiếp thêm động lực để thầy trò cố gắng vượt qua khó khăn do mưa lũ. Lũ vùng cao dâng nhanh, rút cũng nhanh. Chỉ vài chục phút đã cuốn đi bao nhiêu ngôi nhà, tài sản, hy vọng tích góp của cả đời người bà con dân bản và để lại nỗi mất mát đau thương không bù đắp được. Đến giờ, nhiều bản làng vẫn bị cô lập nhưng bà con, các thầy cô giáo, học sinh không đơn độc. Những ngày này, nhiều tấm lòng sự trợ giúp đang hướng về Kỳ Sơn để chia sẻ khó khăn mất mát, để thêm một cánh tay góp sức cho bà con làm lại từ đầu. Thống kê ban đầu có hơn 30 nhà giáo viên huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị lũ cuốn trôi hoàn toàn hoặc một phần, mất hết tài sản, tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Sáng ngày 3 tháng 10, có 11 trường học của các xã Tà Cạ, Tây Sơn, Nậm Cắn, Bảo Nam, Năng Ngoi, Hữu Lập, thị trấn Mường Xén phải nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ. Ông Phan Văn Thiết, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết, quan điểm của ngành trước hết là bảo đảm an toàn tính mạng cho giáo viên học sinh, đồng thời nhanh khắc phục khó khăn ở các trường để đón học sinh trở lại. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh quyên góp hỗ trợ gia đình giáo viên bị thiệt hại do mưa lũ, giúp các thầy cô bớt phần nào khó khăn. Hiện nhiều giáo viên vẫn đang bị cô lập do mưa lũ. Khi lũ rút, tình hình ổn định, phòng huy động lực lượng trong ngành giáo dục hỗ trợ đồng nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!